Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh. Buổi sáng hôm nay ngày 20 tháng 6, em xin tiếp tục chia sẻ một số thông tin khá nóng liên quan đến vấn đề khất thực và hành trình của thầy Minh Tuệ ở quê nhà Gia Lai. Theo thông tin từ một số người hàng xóm, cha mẹ của thầy Minh Tuệ tiết lộ rằng hôm nay thầy Minh Tuệ sẽ xuất hiện để đi bộ hành khất thực. Tuy nhiên, hiện tại, rất đông người dân đã tập trung trước cổng công ty cà phê của anh trai thầy Minh Tuệ để chờ đón thầy nhưng đến giờ này, đã gần 9 giờ sáng, vẫn chưa thấy thầy Minh Tuệ xuất hiện một số người đã chia ra thành nhiều nhóm để tìm kiếm thầy Minh Tuệ ở các ngõ ngách nhưng không thấy. Theo thông tin mới cập nhật, các dạp được dựng không phải để đón thầy Minh Tuệ mà để phát quà từ thiện cho bà con. Có thể có những kênh thông tin không chính xác hoặc hàng xóm nói đùa gây hiểu lầm rằng thầy sẽ về khất thực. Đến nay, thông tin thầy Minh Tuệ sẽ đi khất thực là không chính xác. Thầy Minh Tuệ tu hành theo hạnh đầu đà, không ở một chỗ quá ba ngày, thường ở nghĩa địa hoặc trong rừng, nên không thể nào thầy ở công ty của anh trai mình như lời đồn bà con, hàng xóm cũng đã lên tiếng phản đối những kẻ săn tin vào nhà thầy Minh Tuệ để hỏi những câu hỏi vô duyên và gây phiền phức cho gia đình. Có người đã bị đuổi ra khỏi nhà cha mẹ thầy Minh Tuệ vì những hành vi không đúng mực. Về thông tin về khất thực, nếu có, tôi sẽ thông báo chính xác để mọi người biết và không bị hiểu lầm. Nhưng hiện tại, mọi người nên ở nhà, lo cho gia đình và đừng kéo đến đông đúc gây ảnh hưởng đến thầy và gia đình. Hy vọng mọi người hiểu và thông cảm.